Hi, xin chào các bạn, mình là Chin, các bạn đang theo dõi Clickbait Channel. Ngày mai bọn mình sẽ có chương trình tặng thẻ cào điện thoại với giá trị tới 2 triệu đồng và các mệnh giá thẻ cào thì thập cẩm đủ các loại từ 10k, 20k, 50 hay thậm chí là 500k. Vậy nên các bạn hãy nhớ tham gia ngay vào cái buổi livestream trên fanpage của Clickbait trong ngày mai nhé. Và cụ thể như thế nào? Ở cái việc đơn giản đầu tiên là các bạn làm hãy chia sẻ ngay video này của mình để tag 5 người bạn của mình vào, để cho bạn bè của mình biết là ngày mai ngày 20 tháng 5 năm 2017 Clickbait sẽ có chương trình tặng thẻ cào điện thoại nhé. Và đơn giản, các bạn chỉ cần chia sẻ buổi livestream của ngày mai trang cá nhân mình một cách công khai. Sau đó thì hãy tham gia vào ngay group Clickbait tất cả vì khách hàng của anh Trần Mạnh Tuấn. Và việc nạp thẻ là việc của các bạn, còn việc cào thẻ cứ để mình lo. Vậy nhá, ngày mai hẹn các bạn vào khung giờ từ 6:30 đến 7:30. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong fanpage của Clickbait của ngày mai. Tạm biệt!